Không chỉ lá, hạt đu đủ cũng chữa ung thư. Hạt đu đủ chứa rất nhiều hợp chất quý, có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, giải độc gan, thận và chống cả ung thư. Các hợp chất chính trong hạt đu đủ là flavonoid, phenolic, protein, chất béo, canxi, phốt pho và magie. Chúng có hiệu quả chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và chống viêm da. Ngoài ra, chúng chứa các hợp chất giúp chống lại ung thư và giúp cho gan, thận khỏe mạnh. Hỗ trợ tiêu hóa. Hạt đu đủ có chứa enzyme pan-pen. Chất này cực kỳ hữu ích cho sự tiêu hóa protein. Enzyme này giúp giảm bớt khó tiêu và các vấn đề về dạ dày. Đồng thời, chúng cũng giúp trung hòa môi trường axit trong đường ruột. Hạt có hoạt tính chống mầm bệnh mạnh. Chỉ ăn một muỗng canh hạt đu đủ có thể giúp ruột chống lại các vi sinh vật gây hại, ký sinh trùng và thậm chí có thể giúp ngăn ngừa nhiễm độc thực phẩm do tính chất chống vi khuẩn mạnh của nó. Chống nhiều loại ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt và lá đu đủ rất hữu ích trong việc chống lại ung thư, bao gồm ung thư đại tràng, ung thư máu, phổi, vú và tuyến tiền liệt. Chúng cũng chứa isothiocyanate pinotricin, hạt chất chống lại bệnh bạch cầu. Ngoài ra, các hợp chất phenolic và flavonoid trong nó cũng giúp chống oxy hóa và làm chậm sự phát triển của tế bào khối u. Giải độc gan. Tại Nhật, mọi người tin rằng ăn một thìa hạt đu đủ mỗi ngày có thể bảo vệ gan khỏi bệnh tật. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, hạt đu đủ đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để tăng cường các chức năng gan, giúp gan loại bỏ các độc tố có hại. Hạt đu đủ còn rất hữu hiệu trong việc kiểm soát bệnh xơ gan. Các enzyme proteolytic trong nó giúp giảm lượng tiêu hóa trên gan. Nghiên cứu cho thấy, việc điều trị bằng chiết xuất hạt đu đủ trước khi gây độc gan ở động vật đã bảo vệ gan và giúp gan hoạt động bình thường trong suốt quá trình thử nghiệm. Làm sạch thận. Hạt đu đủ có tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh, giúp bảo vệ và giải độc thận. Tại Đại học Karachi, Pakistan, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những hạt này rất hữu ích trong việc điều trị bệnh thận và phòng ngừa suy thận. Hạt đu đủ cũng là những chất chống viêm mạnh mẽ nên rất hữu ích trong việc giảm đau khớp, viêm khớp, sưng tấy và đỏ. Trên thực tế, hai enzyme có trong hạt đu đủ, papain và chymopapain, là những yếu tố chính trong việc làm giảm viêm liên quan tới viêm khớp, viêm khúc, đau khớp và hen. Giảm huyết áp. Nghiên cứu trên chuột cho thấy hạt đu đủ có những cải thiện đáng kể trong sức khỏe tim mạch. Một hợp chất có trong quả đu đủ gọi là carbener có hiệu quả trong việc giảm huyết áp, động mạch tâm trương, tâm thu và huyết áp trung bình. Chống vi khuẩn E. coli. Chỉ cần một ít hạt đu đủ cũng diệt được các loại vi khuẩn như E. coli, Staphylococcus và Salmonella. Chúng giúp ngăn ngừa vi khuẩn nhân lên và tồn tại trong cơ thể chúng ta, đồng thời cũng rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Hạt đu đủ còn giúp chống lại bệnh nhiễm virus và sốt xuất huyết, thương hàn và một số bệnh nhiễm trùng khác. Ăn hạt đu đủ vài lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ bị sốt xuất huyết. Trên thực tế, hạt đu đủ đã được sử dụng rộng rãi ở Costa Rica cho các bệnh nhiễm trùng sốt xuất huyết. Chống lại ký sinh trùng. Hạt đu đủ có nhiều enzyme proteolytic papain và carbain giúp cơ thể loại bỏ ký sinh trùng hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí dược phẩm cho thấy hạt đu đủ có hoạt tính chống ký sinh mạnh mẽ. Các nhà khoa học đã thử nghiệm ảnh hưởng của hạt đu đủ đối với trẻ em Nigeria có ký sinh trùng đường ruột trong phân. Kết quả là hơn 75% trẻ em được cho uống một liều hạt đu đủ sấy khô không còn ký sinh trùng sau 7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác dụng của rau đắng. Rau đắng được sử dụng phổ biến trong bữa ăn gia đình. Không những thế, rau đắng còn là vị thuốc giúp phòng và trị một số bệnh thường gặp. Đồng thời, nó còn là loại thực phẩm giúp giảm béo hiệu quả.
Dưới đây là một số tác dụng của rau đắng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Tăng khả năng nhận thức. Rau đắng thường được gọi là cây càng tôm, cây xương cá, cỏ răng lợi. Rau đắng có khả năng kích thích não bộ, đặc biệt là trí nhớ và khả năng tập trung. Đây được coi là lợi ích sáng giá của loại rau này. Trong rau đắng có những hợp chất hữu cơ giúp kích thích các phản ứng sinh học trong não, nhờ đó mà tăng cường khả năng nhận thức. Chống rối loạn nhận thức. Rau đắng được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm giảm các nguy cơ rối loạn nhận thức ở tuổi già như chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Trong rau đắng có một yếu tố kích thích cơ chế sản sinh các phản ứng sinh học trung hòa mới, làm giảm tình trạng stress, oxy hóa trong não, giúp tâm trí luôn minh mẫn khi tuổi tác tăng lên. Giảm lo âu và căng thẳng. Nhờ những hoạt chất có tác động tích cực đến việc cân bằng hormone gây căng thẳng cho cơ thể, rau đắng có khả năng giúp bạn giảm lo lắng và những cảm xúc tiêu cực. Khi tinh thần bất ổn, có thể nhai 2-3 cọng rau đắng sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn. Sử dụng rau đắng còn tránh được các tác dụng phụ thường thấy trong các bài thuốc cổ truyền. Khả năng chống viêm. Rau đắng có khả năng kháng viêm, giảm sưng và ngừng sự kích thích. Do đó, rau đắng hỗ trợ rất tốt cho những người bị viêm khớp, bệnh gút và các bệnh viêm khác. Tác dụng thông tiểu. Dùng 40g rau đắng nấu nước uống. Ngoài ra, nếu kết hợp rau đắng với cỏ tranh hay mạ đề có thể chữa sỏi nhỏ, sỏi ở bàng quang. Bạn dùng 60g rau đắng, kết hợp 10g rễ cỏ tranh hay 10g mạ đề. Chứa chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong rau đắng có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do gây ra nhiều bệnh tật cho bạn. Trong đó có bệnh ung thư, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, rau đắng còn có khả năng chống lại loại độc tố nguy hiểm gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh là Alzheimer. Vấn đề về hệ tiêu hóa. Rau đắng cũng được dùng trong các bài thuốc truyền thống để trị bệnh viêm loét dạ dày và hội chứng ruột kích thích. Ăn rau đắng có thể làm giảm bớt tình trạng viêm trong ruột và ngăn ngừa nhiều bệnh về đường tiêu hóa. Bệnh động kinh. Từ lâu, rau đắng đã được sử dụng trong phương thuốc điều trị chứng động kinh. Nhiều chuyên gia cho rằng, hợp chất trong rau đắng có tác dụng tích cực đến phản ứng trung hòa, giúp ngăn ngừa cơn động kinh, cũng như các dạng bệnh khác về thần kinh, bao gồm rối loạn lưỡng cực và chứng đau dây thần kinh. Đây là một số tác dụng của rau đắng mà chúng tôi giới thiệu cho các bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều bài viết bổ ích về rau đắng trong lần sau. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản từ dứa dại đánh bay cảm ho, sỏi thận đến viêm gan. Lá dứa dại có vị đắng cay, thơm, có tác dụng sát khuẩn, hạ nhiệt. Rễ dứa dại được sử dụng phổ biến, có tính mát, công hiệu lương huyết, lợi tiểu, tiêu độc. Dứa dại hay tên gọi khác là dứa gai, dứa gỗ, dứa núi, lỗ cổ tử, sơn ba la, giả ba la, lỗ đầu tư. Là một cây thuốc nam quý, cao từ 1-2 mét, lá mọc tập trung ở ngọn, quả to khi chín màu vàng. Theo đông y, nhiều bộ phận của cây dứa dại được sử dụng làm thuốc quý. Lá dứa dại có tác dụng sát khuẩn, hạ nhiệt, làm long đờn, lợi niệu. Rễ dứa dại được sử dụng phổ biến hơn, có vị ngọt nhạt, tính mát, công hiệu lương huyết, lợi tiểu, tiêu độc, nên dùng trị cảm mạo, phát sốt, viêm thận, viêm đường tiết niệu, viêm gan, xơ gan cổ trướng, viêm kết mạc mắt. Ngoài ra, quả dứa dại còn có tác dụng trị lì, ho, hạt quả trị viêm tinh hoàn hay trĩ. Cách chế biến và thu hái. Các bộ phận, đọt non, quả và rễ quả dứa dại được dùng làm thuốc. Rễ non chưa bám đất thái mỏng, phơi khô, hạt sấy khô dùng dần. Quả thái mỏng, phơi hạt sấy khô sử dụng dần. Một số bài thuốc chữa cảm ho, sỏi thận và viêm gan từ dứa dại.
1. Chữa cảm ho. Dùng hoa dứa dài 4-12g, sắc uống chữa được bệnh ho cảm mạo. Lấy 20-30g rễ, đem xào thơm, sắc lấy nước, chia 2 lần uống trong ngày sẽ chữa được chứng đau đầu, mất ngủ. 2. Chữa các bệnh về thận. Một trong các nguyên nhân hình thành sỏi thận đó là do bí tiểu lâu ngày khiến các chất cặn bã tích tụ tạo sỏi. Các thành phần của cây dứa có tác dụng khá tốt trong việc trị sỏi thận. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh, phương pháp dân gian này chỉ phù hợp đối với những người mắc sỏi giai đoạn đầu khi tình trạng còn nhẹ và viên sỏi còn nhỏ. Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám và có lộ trình điều trị thích hợp. Lấy 12-20g rễ dứa dại, 10-12g hạt quả chuối hột, 10-12 rễ cỏ tranh, 8-10g bông mã đề, 15-20g, 15-20g kim tiền thảo, lá đồng tiền hay còn gọi là lá mắc trâu, 10-12g rễ cây lau, 10-12g củ cỏ ống sắc lấy nước, chia làm 2-3 lần trong ngày, uống vào trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 100-150ml, có tác dụng chữa sỏi thận, tiết niệu. Đem 30-60g rễ dứa dại, 150-200g thịt heo nạc, nấu canh ăn ngày một lần. Một tuần ăn 3-4 lần, kết hợp hàng ngày cùng với 30-60g rau dừa nước khô, 12-16g rau má, 10-12g bông mã đề, 12-16g bồ công anh, sắc lấy nước uống vào trước bữa ăn ngày 2 lần, mỗi lần 150ml sẽ giúp trị viêm thận, phù thủng. Đem 15-20g đọt non, sắc uống sẽ chữa đái gấp, đái buốt, đái ra máu. 3. Bài thuốc chữa viêm gan. Dùng 20-30g quả dứa dại, 20-30g lá vào nước, 12-20 lá cây ô rô, sắc lấy nước uống ngày 2 lần, mỗi lần chừng 150ml vào trước bữa ăn, có tác dụng trị viêm gan, xơ gan cổ trướng. Ý đặc biệt khi sử dụng quả dứa dại. Không được tùy tiện sử dụng quả dứa dại chữa bệnh. Việc sử dụng phải có sự hướng dẫn từ các thầy thuốc. Nếu tự ý sử dụng, cực kỳ nguy hiểm bởi ở quả dứa dại có lớp phấn trắng rất độc. Không bào chế đúng cách và đưa vào cơ thể trong thời gian dài có thể gây ra ngộ độc, suy thận. Quả dứa dại có tác dụng chữa bệnh gan nhưng chỉ chữa được một số bệnh viêm gan nhất định chứ không phải tất cả thể viêm gan đều có thể dùng vị thuốc nam này. Hơn nữa, nó cũng chỉ có tác dụng chữa viêm gan cấp, mới bị và một số ít thể viêm gan mãn.